Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn được phát sóng hôm nay ngày 4 tháng 9. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho chủ trương về tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Theo tờ trình, về tổ chức hành chính, 8 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức được giữ nguyên mô hình và chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại. Đổi tên 5 cơ quan chuyên môn, đồng thời thành lập thêm 3 cơ quan hành chính mới. Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ có 16 phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhiều hơn 6 phòng so với quy định chung của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng thêm gần 700 phòng học, góp phần quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018. Nhưng với số học sinh tăng thêm hơn 35.000 thì số phòng học mới chỉ đáp ứng được số học sinh các vùng tăng dân số cơ học. Trước tình hình như vậy, ở từng trường cũng có giải pháp cụ thể đảm bảo đủ chỗ học cho 100% học sinh trên địa bàn như trưng dụng một số phòng chức năng, đồng thời tổ chức cho các khối lớp học lệch buổi. Ngày 4 tháng 9, Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã có báo cáo Công an tỉnh về vụ nam thanh niên 16 tuổi lái xe ô tô tông 5 xe máy trên quốc lộ 1A. Về kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với NCH, người lái xe gây tai nạn và ông NCT, bố của người lái. Theo đó, phải chờ sau khi các nạn nhân bình phục sẽ tiếp tục giám định. Nếu tổng tỷ lệ thương tật của các nạn nhân từ 61% đến 121% theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Sáng ngày 4 tháng 9, người dân tắm biển tại khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện cá thể rùa biển chết giạt vào bãi tắm nên trình báo cơ quan chức năng. Theo ghi nhận ban đầu, cá thể rùa biển bị giạt vào bãi trước, nghi là loài vích, một loại rùa biển quý hiếm nằm trong sách đỏ. Các ngành chức năng đang tiến hành lập biên bản ghi nhận và tiến hành xử lý giải quyết vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, đại diện khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức cho biết, trong 4 ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu du lịch Suối Tiên đã đón khoảng 70.000 lượt khách. Đây là con số kỷ lục kể từ sau Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày lễ, do lượng người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đổ về đông nên khiến nơi đây luôn trong tình trạng chật kín. Đây là tín hiệu tích cực của ngành du lịch thành phố. Thì hôm nay lễ 2 tháng 9 thì gia đình cũng có dự định là đi chơi siêu thị, đi Suối Tiên. Hôm qua là bên chị có đi siêu thị rồi, hôm nay mới ghé siêu thị Suối Tiên. Thì sáng thì nhà chị cũng đi từ sớm, rồi sáng giờ cũng đi tham quan được nhiều chỗ. Hôm nay cái cũng trời nó mưa nhưng bây giờ không khí nó mát lại rồi. Thì thấy ở đây trò chơi cũng nhiều, không khí vui, mọi người tham quan rồi vui vẻ. Cũng không có đi đâu nhiều, bữa nay mới dẫn đi chơi mà trời mưa quá, mới chơi được mấy địa điểm như chỗ Vương Quốc Cá Sấu, đi mấy địa điểm khác này thôi chứ cũng chưa đi được nhiều. Hôm nay thì thấy cũng đông, nhộn nhịp, đi cũng có nhiều lượt khách tham gia. Thì đi chơi mà thấy nhiều người đi chơi vậy thì mình cũng hào hứng, vui vẻ hơn. Chứ đi mà đến khu chi vui chơi mà vắng quá, mình cũng ngại, mình cũng không có tinh thần chơi. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.